Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 7 tháng 12 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công điều động bổ nhiệm trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Huyện Ân Thi tăng cường các biện pháp phòng dịch bệnh cho đàn lợn. Mô hình xây nhà đồng đội cho chiến sĩ tại ngũ. Nữ phó trưởng công an phường làm theo lời Bác. Quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và trao quyết định. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công điều động bổ nhiệm đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giữ chức trưởng ban dân vận tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận biểu dương những cố gắng và thành tích của đồng chí Quách Thị Hương trên các cương vị công tác. Đồng chí nhấn mạnh vị trí vai trò của công tác dân vận hiện nay rất quan trọng, nặng nề. Các cán bộ làm công tác dân vận phải gần dân, sát dân, nắm bắt và phản ánh được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến cấp ủy chính quyền, đồng thời tuyên truyền vận động để người dân hiểu, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, đồng chí tân trưởng ban dân vận tỉnh ủy cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ban dân vận tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, làm tốt công tác tham mưu giúp tỉnh ủy, trực tiếp là ban thường vụ tỉnh ủy và thường trực tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng bộ tỉnh, đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần quan trọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Sáng nay, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hưng Yên. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tại Hưng Yên đã đáp ứng được mục tiêu kép là vừa đảm bảo chống dịch COVID-19, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng và đúng quy chế. Để đạt được kết quả này, tỉnh Hưng Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ công tác thi. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, cá nhân tham gia nhiệm vụ thi. Đồng chí yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo thi tốt nghiệp các cấp cần nhìn thẳng vào những mặt hạn chế, có sự điều chỉnh, thay đổi theo hướng chuyên nghiệp trong các kỳ thi tiếp theo. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục theo dõi, bám sát những chủ trương, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi trung học phổ thông, sớm triển khai vận dụng, tập dượt để đạt kết quả tốt trong kỳ thi chính thức. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo và kết quả thi trung học phổ thông trong những năm tới. Bên cạnh đó, ngành giáo dục và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Tại hội nghị, các cá nhân tập thể có thành tích nổi bật trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 được nhận khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Sáng ngày 7 tháng 12, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại huyện Phù Cừ và huyện Ân Thi. Qua kiểm tra thực tế công tác khám tuyển tại các điểm khám và nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức khám tuyển, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao kết quả công tác khám tuyển của các huyện, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương và các ban ngành đoàn thể từ xã đến huyện làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình khám tuyển đảm bảo chặt chẽ, khoa học, công khai, minh bạch,
đảm bảo lựa chọn được những thanh niên có đủ sức khỏe và phẩm chất chính trị để lên đường làm nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt, tăng cường việc thăm hỏi, động viên tìm hiểu tâm tư tình cảm để kịp thời giải quyết các vướng mắc, tạo tinh thần vui tươi phấn khởi cho các thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Khoái Châu đã tổ chức khám tuyển xong sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 cho 25 xã thị trấn trong huyện. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã phát lệnh gọi 1.200 công dân. Các bước khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự công dân sẵn sàng nhập ngũ được huyện thực hiện công khai, dân chủ, chặt chẽ. Theo đó, huyện tổ chức điều khám đúng đối tượng, đủ quân số, đảm bảo khoa học trật tự thống nhất. Đặc biệt, với việc cử những cán bộ, y bác sĩ chuyên môn sâu từng chuyên ngành, huy động trang thiết bị y tế hiện đại, nên việc khám tuyển đảm bảo chất lượng. Việc kết luận được thực hiện nghiêm túc, làm cơ sở để huyện Khoái Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời khích lệ động viên những chiến sĩ của địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn yên tâm công tác tại đơn vị, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hưng Yên đã tổ chức xây dựng nhà đồng đội cho các chiến sĩ tại ngũ. Từ mô hình này, nhiều gia đình quân nhân đã có những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, qua đó góp phần tích cực cho công tác tuyển quân của địa phương. Một ngày thật hạnh phúc đối với binh nhất Phạm Đình Bắc ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, khi người thân hàng xóm đến động viên chia sẻ niềm vui trong ngày khánh thành ngôi nhà mới. Bố mẹ mất sớm, Bắc và anh trai phải rau cháo nuôi nhau. Cùng sự đùm bọc của người thân, năm 2020, Bắc nhập ngũ vào sư đoàn 306, quân đoàn 2. Với căn nhà đơn sơ của bố mẹ để lại, Bắc chỉ mong ước có một ngôi nhà mới để anh không phải lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về. Tôi cảm thấy về căn nhà mới được rất vui và phấn khởi. Và tôi xin cảm ơn Ban Chỉ huy thành phố và các ban ngành toàn thể. Hoàn cảnh một mình nuôi con, cuộc sống của bà Trần Thị Phương ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên cũng vất vả trăm bề. Hai mẹ con ở trong ngôi nhà rột nát, không biết sập lúc nào. Được ở trong ngôi nhà mới, mẹ của chiến sĩ Trần Công Tính đang thực hiện luật nghĩa vụ quân sự tại quân đoàn 2 với bà, đó như một giấc mơ. Bây giờ được xây được cái nhà mới này khang trang này là mẹ con rất mừng. Với suy nghĩ làm sao để các chiến sĩ nhập ngũ yên tâm hơn khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hưng Yên đã bàn bạc thống nhất thực hiện mô hình xây nhà đồng đội cho các chiến sĩ tại ngũ trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Xuất phát từ cái ý nghĩa của cái việc làm đó thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lại các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo cùng với lại các cái doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để huy động các cái nguồn vốn để xây dựng các ngôi nhà. Bằng cả tấm lòng và sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự quan tâm ủng hộ. Người góp của, người góp công. Sau hơn 3 tháng thi công, hai ngôi nhà đồng đội đã hoàn thành đưa vào sử dụng với sự hỗ trợ mỗi căn nhà gần 100 triệu đồng. Mỗi ngôi nhà mới được xây lên như minh chứng cho sự đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của quân với dân. Đây cũng là mô hình hay cần nhân rộng tại các địa phương trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hiện nay nhiều trang trại gia trại chăn nuôi lợn tại huyện Ân Thi đang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tại huyện Ân Thi từ đầu năm đến nay đã có hơn 100.000 liều vaccine tiêm phòng các bệnh tụ huyết trùng, dịch tả, tai xanh ở lợn. Hiện nay thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ lên xuống thất thường, do đó công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi luôn được các chủ nuôi thực hiện nghiêm ngặt. Việc phun thuốc khử trùng, tiêu độc được tiến hành định kỳ từ 1 đến 2 lần trên tháng và rắc vôi bột 4 lần trên tháng. Được biết tổng đàn lợn của toàn huyện đạt gần 40.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 8.400 tấn. Hiện nay huyện Ân Thi chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương trong huyện hướng dẫn các chủ nuôi thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi xa khu dân cư,
tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y với phương châm phòng dịch như chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 58 làng nghề hoạt động, trong đó 37 làng nghề đã được công nhận. Trong thời gian qua, thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP, nhiều sản phẩm của các chủ thể trong làng nghề đã tập trung phát triển để đạt các tiêu chuẩn OCOP. Làng nghề chế biến dược liệu Nghĩa Trai, xã Tân Quang thu hút tới 900 lao động tham gia trồng và chế biến dược liệu. Mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 300 tấn dược liệu chế biến các loại. Cùng với sản xuất chế biến theo gia truyền, các cơ sở có quy mô ở đây đã áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, hợp tác xã sản xuất dịch vụ tổng hợp hoa Thiên Phú đã có sản phẩm hoa cúc tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm ở COP. Trước kia thì có khi là người dân chỉ có thu hái về và sấy khô và đóng vào bao bì, bao dứa rồi các loại bao, nhưng bây giờ mình muốn là sản phẩm của mình đóng vào những cái túi hút chân không này rồi là hộp thì nó giữ được cái hương vị của cái hoa cúc. Ngày xưa thì chỉ có mang về và sấy khô luôn. Thị xã Mỹ Hảo có 3 chủ thể đăng ký 11 sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm của làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong. Hiện nay xã Hòa Phong có trên 1.700 hộ làm nghề mộc, chiếm 54% số hộ trong xã. Với mục tiêu chuẩn hóa cho sản phẩm mộc đạt 3 sao, xã đã xây dựng kế hoạch tập trung hoàn thiện những tiêu chí như liên kết vùng nguyên liệu, mẫu mã, bao bì cũng như chất lượng sản phẩm và các tiêu chí liên quan đến thương mại điện tử. Bên cạnh đó, vận động các cơ sở sản xuất mộc trên địa bàn thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, từ đó xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Mong muốn là để đưa những cái sản phẩm của làng nghề vào để có một cái thương hiệu OCOP để tất cả các tỉnh bạn và một số các đối tác ở rất là xa biết đến được sản phẩm của làng nghề, từ khâu chọn gỗ, chọn phôi như thế nào đạt tiêu chuẩn, và từ tất cả các máy móc thì đều liên tục được thay đổi để làm sao cái nhận ra những cái sản phẩm đẹp nhất và chất lượng nhất cho người tiêu dùng. Ngay sau khi triển khai chương trình OCOP, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ và tăng công suất các cơ sở đã có, hướng tập trung phát triển sản phẩm sạch gắn với công nghiệp chế biến ở vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu, tích cực quảng bá, tiếp thị sản phẩm, phát triển sản phẩm gắn với làng nghề truyền thống để nâng cao giá trị. Đặc biệt nữa là OCOP là nó mang một tính chất sản phẩm là làng nghề, mang tính chất văn hóa lịch sử của địa phương. Chúng tôi phải cải tiến lại mẫu mã đặc thù và có cái nó toát ra được cái riêng đấy, nhưng mang tính chất là hàng OCOP. Giá trị của chương trình OCOP là thúc đẩy các sản phẩm của địa phương ở các vùng miền có những đặc sản có truyền thống, bởi làng nghề thường có những bí kíp riêng để sản xuất ra những sản phẩm độc quyền, từ đó giá trị thương hiệu sản phẩm sẽ rất cao. Những mục tiêu và lợi ích của chương trình mỗi xã một sản phẩm mang lại đã giúp cho các làng nghề truyền thống có thêm động lực để phát triển những sản phẩm chất lượng cao, qua đó không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng mà còn giữ gìn được những nét đặc trưng riêng. Thưa quý vị và các bạn, người dân phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã quen thuộc với hình ảnh một nữ cán bộ công an luôn thân thiện, trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc. Đó là Đại úy Đặng Thị Thủy Hiền, Phó trưởng Công an phường. Với cương vị Phó trưởng Công an phường, chị đã cùng tập thể Công an phường tham mưu Ủy ban nhân dân phường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức các chương trình tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Được sự động viên của đồng chí Hiền thì là đã hiến đất này, thế rồi coi là hiến cổng này, rồi tường rào, rồi mái tôn là tôi cũng đầu tư ra đấy, nhưng mà cũng rất là nhiều, nhưng mà tôi cũng hiến để bà con cũng có đường xá đi lại, thế rồi là giao thông nó thuận tiện. Chị đã cùng đồng đội tham gia tuần tra kiểm soát, chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp với các đoàn thể hòa giải quyết 52 vụ việc nhỏ tại cơ sở. Giáo dục quản lý 12 trẻ em chưa ngoan, 35 học sinh cá biệt. Bằng trách nhiệm và tình cảm chân thành của mình, chị đã kiên trì động viên thuyết phục những con người từng một thời lầm lỡ, bỏ qua mặc cảm, tự ti và những cám dỗ của xã hội để tu chí làm ăn lương thiện. Chị đã tham gia vận động 10 đối tượng đi cai nghiện,
giáo dục cảm hóa 6 đối tượng đi cơ sở giáo dục về địa phương. Mãn hạn trở về thì tôi cũng được chị Hiền sang nhà động viên tìm công an việc làm cho tôi, giúp đỡ cho tôi vượt qua mặc cảm của mình và trở lại con người bình thường như ngày xưa. Gần 12 năm công tác, gắn bó với phường Lam Sơn, Đại úy Hiền cùng chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương động viên thuyết phục 95 hộ dân tự nguyện hiến đất, 55 hộ dân tháo dỡ tường để làm đường. Vận động 17 hộ dân tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất 03. Trong quá trình giải quyết công việc thì đồng chí Hiền luôn được sự đánh giá cao của ban đảng ủy, lãnh đạo của công an thành phố Hưng Yên, nhất là trong công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm. Thì ngoài ra đồng chí Hiền còn là người luôn hoạt động các phong trào của địa phương. Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, nhiều năm Đại úy Đặng Thị Thủy Hiền được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2020 được Bộ Công an tôn vinh phụ nữ công an tiêu biểu. Chị tâm niệm 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động và những tình cảm, niềm tin của người dân phường Lam Sơn sẽ mãi là động lực để Đại úy Đặng Thị Thủy Hiền tiếp tục cố gắng, phấn đấu, làm tròn trọng trách của người công an nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thời điểm này, nhiệt độ có sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn gây bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe và nhất là với những người cao tuổi có sức đề kháng kém. Chính vì vậy, người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh lý nền, cần cảnh giác với những dấu hiệu bệnh, chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để có những biện pháp xử lý kịp thời. Những ngày gần đây, mặc cho những lo ngại về tái phát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, mỗi ngày Bệnh viện Phổi Hưng Yên vẫn có từ 25 đến 50 bệnh nhân đến khám. Hầu hết các bệnh nhân này đều đã trong tình trạng nặng, phải nhập viện. Trong số đó, chủ yếu là người cao tuổi, có những bệnh lý nền liên quan đến hô hấp như viêm mũi, viêm xoang, viêm phế quản cấp, viêm phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khuyến cáo là những nhân dân là phải có biện pháp phòng chống. Một là về thời tiết đêm là ngủ phải đủ chăn, đủ giữ ấm. Hai nữa là các cái khói bụi, thuốc lá, thuốc nào là đặc biệt không được hút, không được dùng. Rét quá mà gia đình cho những cái bếp than tổ ong vào trong nhà là rất là nguy hiểm. Thứ hai nữa là về buổi sáng thì cũng không nên dậy sớm. Thế thì để tránh những cái thời tiết nó đột ngột quá, nó ập đến thì cái hô hấp nó sẽ rất là khó chịu. Càng lớn tuổi, hệ miễn dịch càng suy giảm. Do đó, người cao tuổi rất dễ bị các biến chứng do nhiễm lạnh và mắc các bệnh lý đường hô hấp. Nếu không điều trị kịp thời, các bệnh về đường hô hấp dễ gây ra những biến chứng khó lường. Do đó, bên cạnh các biện pháp bảo vệ sức khỏe, khi phát hiện những bất thường ở người cao tuổi, gia đình phải đưa các cụ đi khám bệnh sớm vì bệnh chỉ ngày một nặng thêm chứ khó tự vượt qua được. Đường DT380 đoạn từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Cơ sở 2, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào đến ngã ba phố Lạng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, đi phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trên đoạn đường này xuất hiện nhiều ổ gà, đặc biệt tại ngã ba phố Lạng có nhiều ổ voi gây cản trở, mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Theo người dân sống ở đây cho biết đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã ba phố Lạng, đặc biệt là vào ban đêm, các hố trên đường như thế này là cái bẫy đối với người đi đường. Hơn nữa, đoạn đường này có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, nhiều xe trọng tải lớn nên rất bụi bẩn, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri phường Nhân Hòa và phường Phan Đình Phùng đã nhiều lần ý kiến, song đến nay vẫn chưa được giải quyết.